Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay Bất Động Sản Mộc Hỏa xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất hẻm 114 đường Ngô Chí Quốc, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất của mình hiện tại nó là đường 7 m, có vỉa hè hai bên, khu dân cư phân lô đồng bộ. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 4 m, dài 15 m, diện tích công nhận nó là 60 m², được tặng thêm 2 m hành lang kênh mương. Không được công nhận nhưng mà mình có thể sử dụng làm cái trồng rau, hoặc là có thể làm cái sân vườn, hoặc là cái nơi để xe, tùy vào cái mục đích sử dụng của quý khách hàng và các nhà đầu tư. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường Ngô Chí Quốc, ngay chỗ cầu vượt Ngô Chí Quốc, một 100 m, thông với lại hẻm 1155 đường tỉnh lộ 43, về lại cầu vượt tỉnh lộ 43, về lại chợ đầu mối, cầu vượt thì Bình Phước, quốc lộ 1A, quốc lộ 13, cầu vượt Gò Dưa, vành đai 2, từ 5 đến 10 phút di chuyển. Kế bên nó là khu chế xuất Linh Trung 2, hẻm 1231, đường tỉnh lộ 43, phù hợp cho quý khách hàng và các nhà đầu tư mua xây ở, vì giá nó còn tương đối là thấp hơn so với mặt bằng chung của đất nền Thủ Đức. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại Bất Động Sản Mộc Hỏa 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Hỏa Review để nhận được những thông tin nhanh nhất của những sản phẩm mới, để chọn cho mình những cái kênh đầu tư cũng như là cái sản phẩm an cư. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những video clip sản phẩm tiếp theo. Xin chào, tạm biệt.